Tiểu sử thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Trần Thị Kim Thanh sinh năm 93 tại Đức Hòa, Long An, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Khi đó cô chưa biết đến bóng đá là gì. Năm 14 tuổi cô mới bắt đầu tập bóng với những tố chất đặc biệt và niềm đam mê bóng đá của mình. Sau khi nghe tin thành phố Hồ Chí Minh tuyển thủ môn nữ, Kim Thanh quyết định theo nghiệp quần đùi áo số để phụ trang trải cho gia đình. Kim Thanh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 2014, tham gia giải Asian Cup 2014 nhưng chỉ là thủ môn dự bị. Đến năm 2018, sau khi đàn chị Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ, cô mới chính thức được bắt chính. Năm 2016, cô tham gia giải bóng đá nữ Đông Nam Á, giành được chức vô địch và sau đó cô lại tiếp tục giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games 30. Từ sự thăng tiến đó, cô bắt đầu sự nghiệp chơi bóng đá chuyên nghiệp của mình và nỗ lực nhiều hơn. Trần Thị Kim Thanh gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup nữ 2022 khi trở thành người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều pha cứu thua đẹp mắt. Màn trình diễn xuất sắc đó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành vé dự World Cup nữ 2023. Với chiến tích ấn tượng này, Kim Thanh được tặng huân chương lao động hạng nhất và được AFC đặc biệt khen ngợi. Hiện Kim Thanh đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển Việt Nam. Sự nghiệp tại câu lạc bộ của Trần Thị Kim Thanh, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, 2009 tham gia và thi đấu ấn tượng, 2010 lên ngôi vô địch giải vô địch quốc gia, 2011 hạng 3 giải vô địch quốc gia, 2012 hạng 3 giải vô địch quốc gia, 2013 hạng 3 giải vô địch quốc gia, 2015 lên ngôi vô địch giải vô địch quốc gia, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 và 2022 vô địch giải vô địch quốc gia, 2018 Á quân giải vô địch quốc gia. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của thủ môn Trần Thị Kim Thanh: 2017 vô địch SEA Games, 2018 tham gia AFF Cup, 2019 vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 30, 2021 vô địch SEA Games, 2022 tham gia Asian Cup và giành được tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, 2023 vô địch SEA Games. Trần Thị Kim Thanh sở hữu dáng người khá nhỏ nhắn khi chỉ cao 1m65, nhưng cô có khả năng ra vào phán đoán cũng như cản phá bóng rất xuất sắc và không ít những tình huống phản xạ xuất thần cứu thua cho đội nhà. Cô được mệnh danh là người nhện của bóng đá nữ Việt Nam.